Mời các bạn xem các trận đấu giáp cấp liên tái tiền quý tái năm 2020 diễn ra giữa đội Sơn Đông và đội Hàng Châu. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa kỳ thủ Lý Học Hạo của đội Sơn Đông và Ngô Hân Dương của đội Hàn Châu. Trận đấu bắt đầu. Vậy là ván đấu thứ nhất đã hòa, sau đó hai kỳ thủ bước vào ván đấu thứ hai cờ chớp 5 phút, tích lũy 3 giây, tức mỗi nước đi được cộng thêm 3 giây. Trận đấu thứ hai diễn ra giữa hai kỳ thủ vẫn tiếp tục hòa. Theo quy định, hai bên sẽ bước vào trận quyết định thắng thua bằng cờ siêu chớp 3 phút, không có tích lũy, bốc thăm ai đi tiên sẽ phải chấp hòa, tức đi tiên mà hòa là thua. Thường trận đấu thế này thì hai bên phải đi rất nhanh, chuyện sơ sót là bình thường. Kênh sẽ tua chậm lại một chút để các bạn kịp theo dõi. Mời các bạn xem ván đấu thứ 3 của cặp này.
Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Chí. Chí. Lý Học Hạo đã bị dụng kim, tức hết giờ thi đấu cho phép, vậy vừa thua giờ, vừa thua thế trận, tâm phục khẩu phục. Thắng trận này kỳ thủ Ngô Hân Dương đã đưa đội Hàng Châu lên dẫn trước đội Sơn Đông 2-0. Mời các bạn xem tiếp cặp đấu thứ hai giữa kỳ thủ Như Nhất Thuần của đội Hàng Châu và Trần Phú Kiệt của đội Sơn Đông.
Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân.
Tướng quân. Tới đây thế trận đã hòa, hai bên tiếp tục bước vào ván đấu cờ chớp 5 phút tích lũy 3 giây. Trận đấu bắt đầu. Tướng quân. Chứ. 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 Đi tới đây thì kim giờ bên Trần Phú Kiệt đã rụng, tức bị hết thời gian thi đấu trước nên thua. Với trận thắng này Như Nhất Thuần đã đưa đội Hàng Châu vượt lên dẫn trước đội Sơn Đông với tỷ số 4-0. Ở cặp đấu thứ 3 diễn ra giữa hai kỳ thủ Lưu Tử Kiện của đội Sơn Đông và Quách Phụng Đạt của đội Hàng Châu đã có tỷ số hòa. Cả hai bước vào trận thư hùng thứ 2 cờ chớp 5 phút tích lũy 3 giây, mời các bạn tiếp tục quan sát trận đấu. Chứ. Chứ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cờ Tướng, kênh chuyên cung cấp biên bản của các trận đấu đỉnh cao trong và ngoài nước, nhanh chóng, đầy đủ nhất trên kênh YouTube hiện nay. Các bạn không có thời gian, cũng như không thể nào xem trực tiếp hết các trận đấu hay của giải, thì cũng đừng lo. Kênh Cờ Tướng sẽ cung cấp đầy đủ biên bản của các trận đấu, để các bạn xem lại và thưởng thức. Ngoài ra, các bạn muốn xem lại các trận chung kết và các ván đấu hay trải qua các thời kỳ chăng? Kênh luôn tận dụng thời gian nghỉ giữa các giải đấu, để up biên bản những trận đấu như vậy. Nếu các bạn thấy kênh làm việc cật lực để đem lại chút niềm vui, thỏa mãn phần nào niềm đam mê cờ tướng của các bạn, thì hãy đáp trả bằng cách bấm đăng ký kênh, like, comment và share đến mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
将军。吃将军。吃吃吃吃。吃将军。吃将军。吃将军。将军。将军。Sát cục, một trận thắng xuất sắc của Lưu Tử Kiện. Thắng trận này Lưu Tử Kiện đã đem về 2 điểm đầu tiên cho đội Sơn Đông, đưa đội Sơn Đông bám theo Hàng Châu với tỷ số 2-4. Mời các bạn xem trận đấu diễn ra của cặp cuối cùng kỳ thủ Triệu Tử Vũ của đội Hàng Châu và Lý Hàn Lâm của đội Sơn Đông. Trận đấu bắt đầu. Tướng quân.将军。吃将军。吃吃
将军。吃。吃。将军。将军。吃。tới đây thế trận đã hòa, hai bên tiếp tục bước vào ván đấu cờ chớp 5 phút tích lũy 3 giây. Trận đấu bắt đầu.吃吃吃吃将军吃吃将军，吃，吃，将军，将军，将军。吃吃将军吃吃吃将军将军，将军，将军，将军。
Trận đấu thứ hai diễn ra giữa hai kỳ thủ vẫn tiếp tục hòa. Theo quy định, hai bên sẽ bước vào trận quyết định thắng thua bằng cờ siêu chớp 3 phút, không có tích lũy. Ván đấu thứ ba giữa hai kỳ thủ bắt đầu.吃，吃，将军，吃。 吃，吃，吃，吃。
将军。Thấy Lý Hàn Lâm thua mình vài giây, sợ trận đấu đi quá 40 nước mà không ăn quân sẽ bị xử hòa, mà hòa là đi tiên sẽ thua, nên Triệu Tử Vũ đẩy thằng chốt vào cho voi Lý Hàn Lâm đạp chết, mắc bẫy của Triệu Tử Vũ và cũng vừa dụng kim, Lý Hàn Lâm đành thua trong tiếc nuối. Vậy kết quả cuối cùng Triệu Tử Vũ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đem về 2 điểm và cùng đồng đội đưa Hàng Châu vượt qua Sơn Đông với tỷ số 6-2, tiếp tục đi vào trận bán kết. Trận cờ đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mời các bạn bấm like, comment, chia sẻ để ủng hộ kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.